Cái này bao giờ phải không? Hay rồi á? Bình thường người ta đang mắc mà. Làm cái gì thế này? Khai mạc chưa? Khai mạc á? Thế là em ơi, 16 thì cái này chắc có chuẩn bị gì rồi. Cá, cá. Wow. Cá tô. Nó tuyệt vời. Ừ, con cá SD này. Thăm nó luôn. Đã mồm tối cái từ. Đâu có đem mồm tối thôi. Lối ra bên kia. Về đi du cho Xuân thì mời. Có thuyền rồi, thuyền mình nó đi du thuyền nha. Đi. Đi được chạy đâu mà đẹp lắm ạ. Chứ đang ra đi lên thuyền để đi vô mấy chùa ở ngoài này kìa. Kiểm nó xé đi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người ơi, vào đây. Đâu rồi? Hai đứa đâu rồi? Khoan vô, khoan xíu vô. Quay đây, quay ngược lại sau này. Quay là quay là phải biết cách quay. Cầm quay đó, này, mày chóng mặt. Phải biết cách quay. Chép, chép mùi ghê đấy. Có chừng mất tiền á. Mất tiền vé. Đó, quay lại, quay lại. Quay gì? Đó, đi qua đây chụp. Chụp chụp đi thôi chứ. Đây là tôi sẵn còn đi để đưa về ao lái. Đây. Tôi bay đi đi con nít lên. Đưa về ao. Lái được một đứa chiếc nít về đến được gà, đến được gà bắt được vòng tròn. Bán vé 50.000 thôi. Nhớ là gà đến. Gà đấy, đi ao đến cá thôi. Yo. Đào cái quay quay vào trong. Đi đi vô máy chân. Theo lắng thôi, chạy theo thôi. Chạy lắng thôi. Mình ngồi đây là chỗ này hướng đi là không bao giờ có nắng. Thật lắm không có nắng. Thật luôn đi, không bao giờ có nắng. Em ơi, đang nghe mày, nắng nghe mày. Đây đây. Xem phong thủy trước khi lên nó xem phong thủy rồi. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi như chụp anh rồi. Ngồi lại nó rồi, xuống thì ngồi chụp nắng. Ngồi nắng này che mất rồi. Ngồi thì bắt đầu rồi. Ngồi đây. Ngồi chụp nắng quá. Đang đi chụp ở đây, không có nhà. Ngồi đây với bố này. Ngồi đó nắng này. Đây con, đây, còn đây này. Đấy. Không, em chỉ là câu như thế. Đó đầu tiên là... Anh vì anh biết rồi là anh nghĩ mọi người đây. Ngồi đồ đi mất bạc là nắng quá. Cái tầm già mới là muộn này. Đúng rồi. Đúng rồi. Sáng rồi. Sáng rồi đúng lắm rồi. Ra giờ bọn về bắt đầu mình đúng rồi. Bây giờ 4 giờ ra đi kín thế anh phải 5 giờ ra được. 3 tiếng. Thế à? Mồm ở ngoài quay người vui phải đi kiếm tiền đi đã. Ngoài đây rồi. Đúng rồi. Mất bạc mất điện thoại nữa. Chào đông đông anh em nha. Hôm nay là đi câu cá nha. Đầu trưa là đi câu cá nha. Đứng này chóng mặt lắm rồi đó. Vào trong này là buôn ba bên nhiều là lắm nhiều chùa ở đây. Quần thế nhiều này. Đi theo đây. Là cơ vật đá chứ. Đấy, gió là mát mà các chị. Nóng mát mà. Người nước. Đi mua đá không. Xịt kế nhìn nắng rồi. Đây, tùy ngồi ghế đi. Mất tiền mà, đứng chị ngồi trên nhà. Ngồi đây. Ngồi đây. Ghê nên cái chỉnh này. Đây, cái chỉnh. Đấy mất tiền, mát có chỉnh đó thì đây. Ôi. Đây, nát này, đọc cái. Rồi, cái ôi này, ok. Hahahaha. Ngồi mát đi. Úi giời. Ngồi chung đây.
Cái này có cắn được.